bên trái là chưa mở, một vé một thôi, một cái phun quả tiễn với hai cái súng. Quá tí hai súng thôi. Anh em ra đường anh em, đây ra lúc mà bãi trống ở đây luôn nè, cho anh em coi quy lực. Cặp súng đôi với lại là một cái phun quả tiễn thôi nha. Chút xíu sẽ mở lên full cả bộ luôn, giờ mình mở chỉ có một vế bên này thôi. Cửa vế này là 500 khách là dư sức luôn á. Nếu mà nói gì súp á nha, full tiếng ca mình chỉnh sau mình không nói. Còn đó full nguyên vàng, hai cái full quả tiễn với lại bốn cái súp đôi này thì kéo hết nguyên cái sân này luôn, ra tới ngoài đây luôn. Thì chu vi trên 1000 khách thoải mái. Là thực tế anh em nha. Full nguyên vàng nha. You got everybody in this club looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, 'cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gonna rain. That's that sound. That's the shit that's got you like wow. Don't wanna let me be beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back, 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 pick it up and you drop it down low. When you peek, 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 pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack, 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 stack it up and I'm spinning it all. When I throw, 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 throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah. Nào đi xa hơn nãy lên em, đi băng qua đường, qua bên đồng luôn nha. Một cái lo qua tiễn. Em qua bên này luôn. More than jeans, jeans, jeans. So I can see that thong, the thong, 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 the thong, thong, thong. Pop it like Miley. And don't forget that thong, the thong, 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 thong. Đi tiếp, tiếp tới bên này luôn. Thử coi một cái độ khủng của nó cỡ nào. Vẫn là cấu hình một cái full quả tiễn thôi nha anh em, với lại một cặp súng đôi nha. Twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Yeah,
rồi. Chút xíu nữa là mới chuyển qua mở full vàng này, đang mở bên 50 nửa bế à. Để trên cái cách xe để nằm xuống, cách xe đó là cách xe đa năng của DB, mình có thể để đứng hoặc để nằm được, và hai cặp xếp đôi thì đảm bảo anh em chiều cao full đang để như kia là mình có thể đánh bao quát cái sân. Hồi nãy một cái mình đi xuống tới ngay chỗ phía đó tiếng nó vẫn ra tới bình thường, không nhận ghê thiệt. Thì giờ hai vế đôi nè, anh em nghĩ coi nó phủ cỡ nào. Chưa hãy bàn về chất âm, nhưng mà hãy bàn về cái độ hiệu quả, cái độ đi xa, tiện lợi của những anh em làm show vừa và nhỏ thì nó rất là ưu việt, nó rất là tối ưu anh em nha. Còn về chất âm thì tùy anh em, những anh em nào nhu cầu nâng cao mình có thể thêm những cái tầng loa khác vô để mình làm ha. Còn hiện tại anh em đang đi cấu hình chỉ có là full sub và làm sân khấu thì có thêm monitor. Riêng đối với anh em làm chuyên nghiệp thì mình sẽ chim vào mic lô ha. Coi như được ba quay mic lô nữa thì những anh em làm nhu cầu chuyên nghiệp hơn. Đi tiếp đến lại belum na, do abdo.
xe tải chà bá luôn rồi, chạy ngang như này mà nó át cái tiếng lo lo đánh nó át tiếng xe luôn. Nắng quá, hướng chiều mặt trời ngay đây là anh em nè, nó chói anh em thông cảm nha, chứ là mình nghe âm thanh thôi. Rất là ok, rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ hẹn bạn em ở những cái buổi demo sau.